Xin chào mọi người. Chào mọi người đã đến với kênh YouTube của Toàn Về Bãi nhé. Hôm nay Toàn lại giới thiệu với mọi người một cái cây máy khủng long. Thì cái máy này là cái máy Mitsu nha mọi người. Mitsu. Dòng này là dòng bình xăng trên. Thì anh em nào ở khu vực nào mà ưa chuộng dùng bình xăng trên thì liên hệ nhé. Đó. Đặc biệt là anh em khu vực Đắk Nông, Bình Phước và Lâm Đồng. Thì anh em rất ưa chuộng những cái dòng bình xăng trên như thế này. Nay mình giới thiệu mọi người một cái máy 44 ly nha mọi người. Mọi người nên nhớ là 44 ly nhá, nó không hề nhỏ nhá. Đó. Thì cái máy này cực kỳ khủng. Nó rơi vào tầm khoảng 50 cc. Đó, 44 ly. Thì Mitsu T200 thì nó là khoảng 40 cc. Nòng của nó là 40 ly. Thì còn con này là nó 44 ly Mitsu T24 đó, Mitsu T24 nhé, cho mọi người xem đây. Máy nguyên bản nhé, nòng tất cả đồ này kia còn nguyên bản hết. Có cái bộ chế này là mình gắn cái bộ chế của Mitsu TL 43 vào đây nha mọi người đó. Nói chung là hai cái là nó y chang nhau, nhưng mà cái nó khó khác nhau cái lọc gió thôi. Cái lọc gió kia nó màu đỏ, còn cái này nó màu đen. Thì cái là màu đỏ kia là nó trùng với màu bô bên này. Đó, nếu mà mọi người ai mà có nhu cầu, lấy cái lọc gió đó thì mình sẽ gắn mình sẽ gửi luôn cho và kỷ niệm luôn cho cái bộ chế zin của nó. Tại vì mình trước kia là mình dọn cái mấy cái con máy Mitsu TL43 thì nó dư ra mấy bộ chế này, thì mình gắn vào đây cái là nó chạy ngon lành luôn. Còn cái bộ chế của nó thì mình đổ xăng vào thấy nó chảy xăng thì mình thấy cái bộ chế này ok hơn thì mình đáp cái bộ chế này vào. Tại vì cái bộ chế của nó có khả năng là nó đang bị kẹt cái bung tu trong cái tu xăng, cái kim ba cạnh thì nó bị chảy xăng một chút, nhưng mà khắc phục lại, vệ sinh lại thì nó cũng chạy bình thường thôi. Mình tin chắc là như thế, tại vì mình không có thời gian để mình ngồi mình chọc máy vào cái đó, tại vì hai cái chế là nó cùng một hãng, nó như nhau đó. Thì miễn sao nó chạy ngọt êm ái năng ti ngon, nổ ga cuối bốc đó. Thì cái này là mình vừa mới vệ sinh xong, thì cái tay cao su của nó thì nó tay cao su của nó bị rách rồi. Thì có thể là mình sẽ khi giao máy cho mọi người thì mình sẽ gắn một cái tay ga bóp mới. Đấy, tay ga bóp mới nha mọi người. Còn cái tay ga của nó thì là tay ga giữ như thế này. Đó, tay ga giữ như thế này. Thì cái máy này mình đang bán với giá là 3 triệu 2. Mình bao vận chuyển nhé. Đó, cực kỳ mềm. Máy lớn mà cực kỳ mềm. Mọi người không kiếm đâu ra cái máy mà lớn mà mềm như vậy đâu. Mà người bây giờ mà đi tìm cái G5K. G5K bây giờ nó cũng không có rẻ đâu. G3K bây giờ là cũng phải tầm cỡ 3 triệu mấy 4 triệu rồi. G3K, G4K, G3K. G4K đấy. Đấy. Những bình dòng dòng bình xăng trên G3K, để mình nhớ xem nào, G3K chắc nó cũng rơi ngoài 3 triệu. G4K thì nó sẽ đắt hơn, 4 triệu, 4 triệu rưỡi cũng có. Đó. Nên là mọi người ấy, đây là mình lấy trong lô thì có một cây này là lớn nhất, một cây này lớn nhất, còn mấy cây này là 30, 27 à 30 cc và 26 cc. Trong kia 32 cc. Đó. Thì cây này là lớn nhất, cây này là khoảng 50 cc, thì ai có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình nhá, đặt cọc mình sẽ chuyển hàng đến tận nhà kiểm tra hàng rồi mới thanh toán đó. Thì đây cho mọi người xem, nó tất cả các chi tiết của nó đều bằng kim loại đó. Cái chân đế giữ bảo vệ máy này cũng rất là dày nhá, đó, chân đế rất là dày. Cái nắp bên bô này cũng là bằng kim loại luôn. Đó, bình xăng thì bình xăng trên, chế thì mình bao mọi người là không bao giờ chảy xăng. Trong hiện tại bây giờ, còn khi nào chúng ta xài lâu ngày, đóng cặn thì có thể nó sẽ chảy. Nhưng mà những cái anh em xài cái bình xăng trên thì anh em khắc phục những cái bệnh này rất là dễ. Chúng ta chỉ xúc sạch và vệ sinh lại cái bung tu, cái kim ba cạnh thì nó sẽ đóng lại bình thường. Đó. Tay ga của nó là tay ga giữ nhá, tay ga bằng bằng kim loại luôn nhá, không phải tay ga bằng nhựa nhá. Đấy.
Cần to. Mọi người lưu ý là cái máy này nó công suất nó lớn nên là cái thiết kế của nó rất là chắc và rất là nặng nha mọi người. Rất là nặng. Thì anh em nào về mà phát cước thì phải nói là tuyệt vời luôn. Đấy, có cái đĩa này là đĩa chống dính cỏ đây. Đĩa chống dính cỏ. Nguyên cái cục này không nó chắc nó cũng phải tới 3 nạng sắt đây đâu mọi người này. Đó, mọi người lưu ý nhá. Máy này cực kỳ chắc chắn. Này, mọi người thấy bên trong này. Bên trong cái phần trong này nó còn vàng ươm này, 7 màu luôn nhá. Đó, cái máy này nó thực sự ra nó xài rất là ít đấy mọi người ạ. Nó xài rất là ít, mọi người xem trong này, bên trong này vẫn còn sơn này. Đấy, cái sơn của nó sơn đỏ này. Mọi người thấy chưa? Bên ngoài này thì nó có sơn nhưng mà em vệ sinh thì em đánh cho nó sạch luôn, nhưng nó nổm đốm nổm đốm. Nửa có nửa không, nhiều khi nó nhìn nó mất mỹ quan, mất thẩm mỹ. Thì cái máy này là cái máy lớn nhất trong lô. Thì cái đầu bò này, cái đầu tum này thì em cũng đánh cho nó sạch đi, còn cái tem chút ở đây thì không đánh. Đó. Bây giờ sẽ nổ thử cho mọi người nghe cái tiếng máy nhé. Và ai cần cái máy như thế này thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0947207718, em là Toàn, em ở Đắk Lắk nhé. Đó, giao hàng toàn quốc cho mọi người. Và cái máy này thì nó 44 ly, là mọi người sử dụng đánh cước hay là phát dao hay là cái gì đấy, chế xe, chế máy, chế xuồng, chế cái gì đó là tuyệt vời luôn. Đó. Bây giờ sẽ nổ thử lên cho mọi người nghe cái tiếng máy, nghe cái tiếng ga ti và nghe cái tiếng ga cuối nó như thế nào. Đó. Cái lúc mà em lấy về nó để bãi là nó còn tịt cả bô, cái con ong con gì đấy nó tịt cả cái lỗ bô này lại. Đó. Cái máy này nó để khá là lâu rồi. Cái dòng này nó cũng khá là lâu, nhưng mà cái chất máy như thế này thì mọi người phải xem là giật một cái một là nổ. Bật công tắc nhé mọi người, bật công tắc đấy. Tiện thể còn cái cây Estin sáng nay 2 cây, sáng nay giới thiệu 2 cây thì một cây anh ở Buôn Hồ có đúng búc, đúng là Buôn Hồ nữa, anh ấy lấy một cây rồi, còn một cây Estin đấy, tí nữa em sẽ nổ luôn nhá, test xong cái này em sẽ nổ luôn cho mọi người nghe. Mọi người thấy cái máy không? Hơi này, úi, thấy chưa? Cầm cái dây nhấc lên mà nó không tụt này, đấy, thấy chưa? Úi, hơi nó cực kỳ cứng luôn. À, quên, tắt công tắc đi, xong chưa bật này. Sorry mọi người nhá. Em giật mà nó đập tay trúng cái đồ đằng sau đau quá. Đó, tắt đi xong rồi bật công tắc lại, xong rồi giật lại thử cho mọi người nghe nhé. Em đảm bảo với mọi người về em chuyển hàng tới cho mọi người, khi nhận hàng giật 2 cái mà không nổ, hoàn lại máy cho em. Đổ xăng và giật 2 cái là lập tức nổ ngay. Xăng này và để nghiêng qua bên này nhá, nghiêng qua bên này, mọi người thấy không, cái bóng xăng còn tí tí này. Đó. Bây giờ em nghiêng qua em giật lại cho mọi người nghe nhá, coi như là hết xăng ở trong chế nhá, coi như là hết xăng trong chế. Bây giờ sẽ giật lại thổi cho mọi người này, mọi người quay đây mọi người sẽ thấy này. Đó, thấy không? Đó, em nghiêng hết qua bên kia sang bên này nó còn được một tí xăng này. Giật lại thử nhá. Rồi, thấy chưa? Một cái một là nổ.
tắt máy này. Tắt máy. Đó, từ những cái chụp giật này nó cũng bằng kim loại nha mọi người. Đó, kim loại. Chụp giật này bằng kim loại luôn. Đó. Mọi người xài những cái máy khủng như thế này thì đánh cược mới sướng. Anh em đang xài G3K bình xăng trên mà chuyển sang xài thêm một con này nữa thì đúng là tuyệt vời luôn, cảm giác phê lắm. Đó, cái cần này thì gắn vừa cần G3K nha mọi người. Nếu như mọi người không lấy cái cần này, mọi người đang xài G3K, G4K, G5K, Mitsu TL33, TL43, máy Trung Quốc, Oshima gì đấy, nói chung là cứ là tum lớn, cứ là tum lớn thì gắn vừa hết nha mọi người. Thì mua được riêng đầu máy, em cũng bán riêng đầu máy luôn, trừ tiền cái cần ra cho mọi người. Đó, thì anh em bây giờ có người hỏi mua cần mà có người thì hỏi mua máy, thì nói chung là em có thể em tách riêng ra, nhưng mà khi tách riêng ra thì mình sẽ trừ hao làm sao, ví dụ như cho nó hợp lý. Đó, ok, máy thì em đảm bảo cứ giật một cái là nổ, giật cái là nổ, cái dàn hơi cực kỳ khủng luôn. Cực kỳ khủng. Và bây giờ em sẽ test lại cho mọi người nghe cái tiếng máy của cái Estin MS MS211C này. Đấy. Thì đây. Nội thất của em nó. Đấy, mọi người thấy chưa? Bên trong này. Đẹp. Lọc gió là có thể vệ sinh bằng bình hơi tẩm xăng mà. Vệ sinh bằng bình hơi nó sạch lại, trắng tinh luôn, bên trong trắng, bên ngoài nó có hơi ám tí khói vào đây. Đấy. Để em gắn lại cái nắp, gắn lại cái nắp rồi giật nổ cho mọi người nhá. Đấy, mọi người cũng cũng biết vừa rồi cái máy, hai cái máy đăng lên, anh kia anh thích cái máy 210C thì anh ấy lấy rồi, còn cái này là 211C. Cái máy này thì nó em cảm giác nó lam nó dài hơn này. Thứ nhất là lam nó dài hơn. Thứ hai là nó sẽ nặng hơn một chút xíu. Đó. Và bề ngang của cái này thì nó luôn luôn lớn hơn những cái dòng 210 mà không có C, tức là không có trợ lực. Thì nguyên cái bộ trợ lực này nó đã phình to hơn ra rồi. Và cái tay này nó cũng khác này, và nó trợ lực thì nó cái phần cục, cái cục trợ lực này cũng đã nặng đó. Ok, bây giờ em sẽ giật nổ nhá, cái này là chưa, nãy giờ là chưa có kéo e nhá, để giật nổ thử luôn xem. À, nổ luôn mọi người, bơm xăng giật nổ luôn. Nghe tiếng ga không? Máy Trung Quốc mọi người bóp được như vậy không? Em đảm bảo máy Trung Quốc sẽ không bóp được như vậy, vì cái ga cuối nó sẽ bị đờn. Đó. Và nó sẽ không ổn định ga nếu như ở máy Trung Quốc. Mọi người đang bơm nhớt này, bơm quá trời nhớt luôn. Xích thì xích như mới nhá. Đó, phải nói với mọi người như thế. Em cam kết mọi người là xích như mới. Không biết cái xích này rũa chưa nữa. Chắc xích chưa rũa đâu mọi người, tại vì chưa thấy cái dấu rũa vào đây. Thì dấu rũa nó sẽ tròn. Cái tròn, cái đường tròn nó xước kiểu khác. Đó, ai ai cần thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0947 207 718 nhé. Đó, hai cái máy. Rồi, ok. Cho mọi người xem lại này. Đó. Đây. Đấy. Đuôi máy này. Đó, đẹp luôn. À, cái loại này nó xài lò xo nha mọi người. Xài lò xo này thì đảm bảo là sẽ không đứt như đứt su nhún nhá. Không như như nhún cao su.
Đây bên này một cái nữa này. Bên này một cái lò xo nữa này. Tuyệt vời luôn, cái dòng máy này. Mọi người thấy em nổ không? Bóp ga cỡ đấy. Đó. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người những cái video tiếp theo. Đừng quên like và subscribe. Nhấn đăng ký, nhấn chuông nha mọi người. Để nhận những cái thông báo mới nhất của em thông báo tới mọi người. Chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo.